Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Trống Việt Thương. Hôm nay Vũ xin phép giới thiệu đến mọi người một cái khái niệm về khái niệm trong cách chơi trống. Đó là khái niệm phiêu, hay là ở Việt Nam mình hay gọi là báo. Đó. Thì cái khái niệm phiêu hoặc báo này á, thì nó thường thường là nó để sẽ dùng để chuyển từ đoạn này qua đoạn kia. Đó. Ví dụ như đang đánh đoạn A muốn chuyển sang đoạn B thì chúng ta sẽ dùng một cái câu phiêu câu báo để chúng ta nói đoạn đó. Và trong ban nhạc thì mình chơi trống thì mình cái câu báo câu phiêu đó thì mình sẽ báo hiệu cho cả ban nhạc là tôi đang chuyển từ đoạn A qua đoạn B, hoặc là tôi đang chuyển từ đoạn B qua đoạn C hay gì đó. Đó là cái nhiệm vụ của một cái câu phiêu câu báo trong trong bài nhạc. Vừa rồi thì mình đã thực hiện một cái đoạn câu báo nhỏ trong một thể loại ballad nhẹ nhàng. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái bộ trống Poloso này để chia sẻ cùng với mọi người. Thì trước đó mình cũng đã làm một clip nói rõ về Poloso rồi, mọi người có thể xem ở kênh YouTube của Việt Thương. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cùng nhau tìm hiểu về phần lý thuyết của cái cách đặt câu phiêu là cách đánh như thế nào trong ô nhạc. Mọi người sẽ cùng xem với mình. Mọi người nhìn trên bảng đây, mọi người cũng sẽ thấy là đây là một cái đoạn một điệu beat cơ bản đó. Thì giống như lần trước, những lần trước Vũ chỉ, thì trước tiên để phân tích một cái đó thì cái gì đó thì chúng ta sẽ chia nhỏ ra nè. Đó, đầu tiên là một nè, đây là nhịp 4/4 thì chúng ta sẽ chia thành 4 phần nè. Đây 1 2 3 4. Đó, và khi một đoạn nhạc đánh á thì một cái nhịp điệu này nó sẽ lặp đi lặp lại liên tục. Thì thường thường đó là sẽ có cái quy tắc là 4 lần lặp lại một lần, 4 lần chúng ta sẽ phiêu một lần, hoặc là 8 lần chúng ta sẽ phiêu một lần, hoặc 12 lần chúng ta sẽ phiêu một lần. Đó là cái quy tắc 8 4 12. Đó là những cái quy tắc mà cơ bản thôi nha, nhưng không phải là bài nào cũng sẽ áp dụng như vậy, nhưng mà mọi người sẽ biết được là tại vì khi mà 4 ô như thế này đi á thì nó sẽ tương đương với, có thể là một cái, trong một bài nhạc nó sẽ tương đương một cái vòng hợp âm đó, hoặc là 8 ô như vậy nó cũng sẽ tương đương với một vòng hợp âm. Thì khi mà chúng ta báo thì chúng ta sẽ bắt đầu báo ở vị trí nào đó. Thì chúng ta bắt đầu báo nè, chúng ta đã đánh cái này lặp lại 3 lần và đây lần này là lần thứ tư đó. Ví dụ chúng ta muốn báo nhẹ nhàng thôi, muốn phiêu nhẹ nhàng thôi, thì chúng ta sẽ bắt đầu khi chúng ta đã có cái bảng rồi đúng không, chúng ta sẽ xóa cái nốt cuối cùng là cái nốt này đi đó. Chúng ta sẽ xóa bớt đi, chúng ta sẽ lại thêm vào. Ví dụ chúng ta muốn đánh một cái chùm 4 liên 4 đó, chúng ta sẽ thêm vào đây 1 2 3 4 đó. Đó thì bây giờ nó sẽ thành gì 1 2 3 thì đánh bình thường, nhưng khi nhịp số 4 chúng ta sẽ đánh một cái chùm liên tư 4 vào đó, thay cho cái nốt nốt đen nhịp số 4 chúng ta sẽ đánh 4 lần, 4 phát như thế này. Đấy. Rồi hoặc nếu chúng ta muốn báo dài hơn nữa đó, thì chúng ta có thể bắt đầu sửa từ nhịp số 3 này. Nhịp số 3 này chúng ta có thể thêm, ví dụ đang đây là kick thì chúng ta có thể thêm một cái snare vào. Một cái hai snare đó đi đó. Chúng ta sẽ đây đó, thế đâu thì để thực hiện được cái việc feel này, chúng ta bắt buộc khi tập trống chúng ta phải tập đếm rất là nhiều, lúc nào cũng trong đầu chúng ta cũng đếm là 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 lần thứ tư nè, 4 2 tắc 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 tắc, 3 và 4 1 và xin lỗi mọi người, 3 và 4. Chúng ta sẽ để dễ đọc, chúng ta sẽ đọc là 4 y và a dễ đọc nè, đó sẽ là 3 và 4 y và a, chúng ta lúc đó nó quay lại 1 nè. Thì có một số người thầy sẽ sử dụng ký hiệu là, có thể là khi cái chùm 4 này thì những người thầy sẽ ký hiệu là 1 2 3 4, thì cũng có người thầy sẽ ký hiệu là
ví dụ như là one e and a. Đó. Cái này thì đọc theo cái cách của nước ngoài, đọc tiếng Anh đó là one e and one e and two e and three. Đó. Còn Việt Nam mình hoặc là có những cái thầy thì sẽ dạy là 1 2 3 4 2 2 3 4 để tương ứng với bốn cái nốt này cho mọi người sẽ dễ hình dung. Đó. Thì tùy theo mọi người có thể chọn cách 1 2 3 4 hoặc là chọn một e và a thì nó sẽ dễ cho mọi người hơn, thì cứ mọi người tự chọn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thực hành cái gì chúng ta mới ghi đây. Ví dụ như đây chúng ta sẽ sửa thành là nhịp 4 nè, 4 2 3 4 nè. Chúng ta đánh là 3 lần cái giống như thế này rồi, và lần tới này là lần thứ tư lặp lại, thì chúng ta bắt đầu feel. Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái bảng này chúng ta đánh nè. Đó, chúng ta đánh là kịch tắc 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 tắc. Rồi bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thì đó là cách chúng ta sẽ tạo câu feel, tạo câu báo trong một cái điệu nhạc. Thì như mọi người đã biết thì muốn làm được cái việc đó thì chúng ta phải nắm chắc được những cái chùm này, là những cái ký hiệu nốt nhạc nè. Ví dụ đây là nốt đơn, hai nốt đơn, đây là nốt móc đôi. Thì chúng ta phải biết và chịu khó đọc nhiều để nhận biết được cái hình dáng của nó, để khi nhìn vào chúng ta đánh được liền. Đó. Và ví dụ chúng ta muốn câu phiêu chúng ta dài hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu lấy của nhịp số 2. Rồi. Đó, thì chúng ta sẽ sửa lại nè. Đó. Ví dụ như nhịp số 3, lúc nãy mình đánh hai nhịp đơn đúng không? Bây giờ mình sẽ đổi lại là móc kép luôn đi. Đó. Đây vâng, đây mình đánh móc kép luôn. Cũng để vị trí snare luôn cho mọi người dễ tưởng tượng nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho vị trí của cái nhịp số 2 này. À, hoặc là một cái móc đơn. Móc đơn đi. Đó. À, móc đơn, một cái móc kép. Rồi ok. Rồi xóa cái hết này đi. Rồi, đó, bây giờ chúng ta sẽ thực hành cái này. Nếu mà mọi người muốn cho câu phiêu mình càng dài thì chúng ta sẽ lấy chúng ta sẽ lấy cứ lấy lần về phía trước này để cho cái câu phiêu nó càng dài hơn. Và bắt buộc mọi người phải đếm được nha, đếm được mới nắm được là chúng ta đánh tới đoạn đó chúng ta cần phiêu chỗ nào. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ thực hành cái này thử cho mọi người xem. Mình sẽ thực hành cái trên bảng, mọi người sẽ nhìn thấy trên bảng đây. Mình sẽ đánh một điệu đầu và sau đó chúng ta bắt đầu phiêu cho nó dễ tưởng tượng nha. Ví dụ như mọi người đó, khi chúng ta đánh đá báo 3 nhịp nè, ví dụ chúng ta báo nguyên một câu luôn 4 nhịp thì chúng ta chỉ việc thêm nốt vào cái vị trí của nhịp số 1 là thôi. Đó, thì chúng ta sẽ có một câu hoàn chỉnh. Đó, mọi người thì tùy theo trường hợp ấy, trong bài thì ví dụ như chúng ta chỉ cần feel nhẹ ở vị trí số 4, hoặc trong cái bài, trong cái đoạn chúng ta sẽ phải feel mạnh hơn xíu ở vị trí từ 3 đến 4, và chúng ta có thể feel nguyên từ 1, 2, 3, 4 để cho nó có một cái câu dẫn lên đoạn điệp khúc, nó tùy theo thể loại nhạc là chúng ta có thể chọn. Và lúc nãy mình cũng nói rồi, để cần được làm được việc đó chúng ta sẽ phải rành, chúng ta phải tập luyện nhiều. Ở đầu tiên đó là nốt đen nè, nốt móc đen nè, nốt móc đơn nè, đó, và nốt móc kép. Đó. Chúng ta phải tập luyện
những cái nốt nhạc này nhiều để khi chúng ta có cái cơ bản nhất. Ba cái này là cái cơ bản để chúng ta có thể bắt nó sách bỏ vào đây, bắt nó sách bỏ vào đây, tùy theo cái ý của mình muốn thì chúng ta sẽ tạo được một cái câu feel cho riêng mình. Và để cái việc tập luyện những cái nốt nhạc này giỏi thì Vũ sẽ chia sẻ với mọi người một cái phần mềm, một cái app trên Apple Store mà Vũ hay sử dụng để tập luyện, để mọi người có thể hình dung rõ hơn. Chúng ta sẽ xem rõ trong cái màn hình iPad của Vũ. Đầu tiên là chúng ta sẽ tải cái app Rhythm Study này về đó, chúng ta sẽ bấm vào đó. Thì cái đầu tiên đó là cái bài đầu tiên á, thì cái app này nó sẽ chỉ với mình đây là cái cách cầm dùi trống nè. Cách cầm dùi trống nè, đây là kiểu cầm dùi nào, dùi ngửa tay nè đó, rồi sẽ lý thuyết những cái lý thuyết về nốt nhạc đó, những cái nốt lặng, nốt đồ thì nó có đầy đủ đây hết. Đây đó, những cái syncope, những cái nhấn nhá thì nó cũng đều hết, mà tại vì nó ghi tiếng Anh nên mọi người chịu khó. Rồi đó, rồi bài học đầu tiên đó, nó có chỉ luôn tay phải đánh nè, tay phải đánh hoặc là tập ngược là tay trái đánh nè, kết hợp nốt đen và nốt móc đơn đó, chúng ta sẽ tập hết này. Ở dưới này sẽ có metronome cho mọi người nè, chúng ta sẽ bấm vào đó, điều chỉnh metronome. Ví dụ chúng ta sẽ để 70-80 đi đó, bấm play đó, máy chạy đó, chúng ta sẽ đánh từ chúng ta, nó sẽ đếm metronome và chúng ta sẽ việc đánh theo tắc 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 đó. Chúng ta sẽ tập luyện cái này nhiều vào. Khi chúng ta tập luyện nhiều thì cái phản xạ, cái ánh mắt nhìn của ta nhìn vào những nốt nhạc nó sẽ nhanh hơn, lên lệ hơn. Và ở dưới này mọi người thấy cái chữ nốt play và stop nè, khi chúng ta chưa biết chúng ta cần máy đánh mẫu cho mình thì đây, bấm vào play nó sẽ đánh mẫu cho mình nè. Đó, máy nó sẽ đánh mẫu cho mình. Ok, và tất khi tập hết bài thứ nhất, ta sẽ xuống bài thứ hai nè, bấm nút xuống là nó tự động qua bài thứ hai cho chúng ta tập luyện, tập tay trái và tay phải rất là bổ ích. Thì trong này nó có nhiều bài tập, đây là những cái bài tập từ nốt đen, nốt đơn nè, và ở dưới này sẽ có những cái bài tập ở dưới này nó ghi nè, tám nốt đây, tám nốt action đó, là những cái cách. Mọi người chú ý cái dấu này là dấu nhấn nha, cái dấu mà ở trên đầu nó có cái hình lớn nhỏ, dấu lớn nhỏ nè, là sẽ là cái dấu nhấn, có nghĩa là khi gặp cái dấu đó chúng ta sẽ đánh mạnh hơn bình thường, mạnh hơn những cái nốt còn lại. Rồi, ok rồi tất cả là rất là nhiều bài để chúng ta tập luyện. Rồi ở dưới này là có 16 nốt nè. 16 nốt có nghĩa là nốt móc kép đó mọi người, móc kép đó, nó sẽ hiện lên và mọi người cũng sẽ tập luyện kèm với cái việc những có nhiều cái nốt nhảy, nốt lặng thì chúng ta sẽ tạo tập được cái phản xạ cho mình đó. Bao nhiêu đây là chúng ta có thể gọi có lên là tập mấy năm mới hết, rất là nhiều. Thì cái việc chúng ta tập luyện cái này nhiều đó, chúng ta sẽ có ý tưởng và chúng ta sẽ đem cái ý tưởng nó bỏ vào những gì mình đã tập, mình đã chia sẻ lúc nãy, bỏ vào những cái ô nhạc để chúng ta sẽ tạo ra những cái câu feel, tạo những điểm nhấn nó cho nó phù hợp với những cái bài hát mà chúng ta đang chơi. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với mọi người những cái cách mà Vũ đã tập luyện ở nhà. Cảm ơn mọi người đã xem clip và hy vọng là mọi người sẽ tập luyện được nhiều ở nhà trong mùa corona này, và mọi người có thể đến Việt Thương để mua trống ủng hộ Vũ. Cảm ơn mọi người.